À, An có nhớ câu câu dưới không? Câu hero chấm qua để qua để Có ạ, nó nghĩa làm là cho gì nhỉ? đi bên phải ạ. Đúng luôn, là gì ăn à? Thưa thầy là nút là chạy ạ. Chạy trình trình, đúng rồi. Thôi, ăn bé nhất nên là thầy sẽ cho hai câu luôn đi. Hai câu này luôn. Câu Được không? hero hero move up là hero di chuyển đi lên, còn hero move down là hero di chuyển đi xuống ạ. À, hero chấm dâm đao nghĩa là gì ăn nhỉ? Anh là thầy là nhảy xuống ạ. Nhảy xuống đúng không? Nhảy lên nhảy xuống đúng không? Bây giờ thầy muốn di chuyển sang bên trái 5 bước. An trả lời cho thầy được không? Thì cô lệnh là gì? Hero bước lép mở ngoặc năm đóng ngoặc á. An đang làm đấy có bao nhiêu rồi? Làm xong rồi À, năm được bao nhiêu điểm? An được bao nhiêu điểm rồi? đầu con được 8 điểm, bây giờ con được 10 điểm rồi. À, làm đúng hết rồi đúng không? Rồi, thế câu nào sai nhỉ? Nãy câu nào sai? Câu 5 ạ. Câu 5 với câu nào nữa? Và câu 4 ạ. Rồi, để tí nữa thầy sẽ nhờ An giải thích vì sao lại chọn lại được các bạn đúng. Con nhìn con đọc ra thấy là không rồi, với con nhìn cái ảnh có cái cửa và không mở cửa, đi ra mở cửa. Đúng rồi, mục tiêu chưa hoàn thành. An trả lời cho thầy được không? Là chỗ này là cái gì? Phần gì nhỉ? Phần mục tiêu và phần mục tiêu và chúng ta đã hoàn thành mục tiêu chưa? Đúng rồi, hoàn thành thì nó sẽ có dấu tích ở đây đúng không?